Honda đã tiết lộ rằng họ đang có kế hoạch chế tạo một chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng eVTOL bằng điện, cũng như robot viễn vọng tiên tiến và các công nghệ mới để khám phá không gian. Trong một thông báo vào thứ Năm, ngày 30 tháng 9, công ty Nhật Bản đã thành danh với ô tô cho biết họ đang tham gia cuộc đua để chế tạo một chiếc máy bay eVTOL khả thi để đi lại không chỉ trong các thành phố mà còn giữa các thành phố. Honda lưu ý rằng các máy bay eVTOL hiện tại thường được gọi là taxi bay, phải đối mặt với các vấn đề về phạm vi do hạn chế về pin, và do đó, Honda Z sẽ sử dụng đơn vị năng lượng hỗn hợp tuabin khí của mình để tăng phạm vi hoạt động, mở đường cho các chuyến bay liên thành phố có thể thực hiện tắt và hạ cánh giữa một khu đô thị sầm uất. Nó không cung cấp bất kỳ thông số kỹ thuật nào cho Honda Z hoặc cho biết khi nào nó có thể sẵn sàng. Thay vào đó, họ đã chia sẻ một hình ảnh động bên dưới thể hiện tầm nhìn của mình về tương lai. Một thế giới trong đó ô tô tự hành của họ kết nối với máy bay điện để tạo ra một hệ sinh thái di động tích hợp liền mạch giúp di chuyển mọi người xung quanh một cách hiệu quả và an toàn. Honda cũng muốn chế tạo một robot có khả năng dịch chuyển xa tiên tiến cho phép mọi người thực hiện các nhiệm vụ từ một vị trí từ xa. Loại bỏ khỏi tâm trí bạn mọi hình ảnh về chiếc iPad trên bánh xe, công ty đang hứa hẹn một thứ gì đó tiên tiến hơn vì họ sẽ rút ra kinh nghiệm thu được từ việc phát triển robot Asimo phi thường nhưng hiện không còn tồn tại để chế tạo robot Honda Avatar. Thiết kế sẽ kết hợp các bàn tay robot nhiều ngón mà công ty đã chế tạo. Các bàn tay sẽ được vận hành từ xa và được thiết kế để sử dụng đầy đủ các công cụ được thiết kế cho con người và thực hiện các tác vụ phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác dựa trên sự điều khiển trực quan và được hỗ trợ bởi AI của người dùng. Honda cho biết, một video khác bên dưới cho thấy cách sử dụng robot dịch chuyển tức thời, bao gồm như một người phản hồi đầu tiên như một phần của mạng có thể được thiết lập ở nhiều vị trí để cho phép thời gian phản hồi nhanh hơn. Thông báo của Honda cũng bày tỏ sự quan tâm đến các dịch vụ dựa trên không gian, bao gồm cả việc xây dựng một hệ thống năng lượng tái tạo trên mặt trăng bằng cách sử dụng công nghệ pin nhiên liệu của Honda. Nó cho biết một phiên bản của Honda Avatar Robot cũng có thể hoạt động trên bề mặt mặt trăng, giúp giảm thiểu rủi ro cho các phi hành gia và hấp dẫn hơn, cho phép những người bình thường hầu như tận hưởng trải nghiệm ở trên mặt trăng. Nó thậm chí còn nói về việc xây dựng một hệ thống tên lửa tái sử dụng để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các vụ phóng vệ tinh. Một động thái có thể chứng kiến nó cạnh tranh với các công ty như SpaceX và Rocket Lab. Thông báo của Honda trong tuần này thể hiện quyết tâm của công ty trong việc khám phá nhiều con đường phát triển. Một chiến lược có thể thực hiện được bằng các công nghệ cốt lõi mà họ đã tạo ra cho đến nay, bao gồm các lĩnh vực đốt cháy, điện khí hóa, điều khiển và robot. Chia sẻ hữu ích nhé!